Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ khó khăn phục hồi sản xuất, chiều ngày 9 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng khuôn viên bảo tồn cây vải trứng Hưng Yên, cây vải tổ tại thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam và vùng trồng vải trứng tại hai huyện Phù Cử, Ân Thi. Đây là dự án nằm trong đề án bảo tồn và phát triển vùng nhãn vải đặc sản của tỉnh. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát dự kiến quy hoạch khuôn viên bảo tồn cây vải tổ được trồng cách đây trên 150 năm tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vì ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phan Xào Nam tiến hành khảo sát, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Kiểm tra thực địa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu huyện Phù Cử phối hợp với các sở ngành liên quan điều chỉnh lại quy hoạch khuôn viên bảo tồn cây vải tổ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, xây dựng phương án bồi thường, bố trí tái định cư phù hợp, khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng với đó, vận động người dân trong khu vực dự án để người dân ủng hộ, bảo đảm dự án hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Đồng chí nhấn mạnh việc bảo tồn cây vải tổ này không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn mang giá trị văn hóa lịch sử và gắn với giới thiệu quảng bá về sản vật vải trứng Hưng Yên, phục vụ du lịch sinh thái đối với vùng vải trứng nơi đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã đến thăm mô hình trồng vải trứng của một số hộ thâm canh vải theo hướng Việt Gáp trên địa bàn xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Hiện nay tổng diện tích vải ở hai huyện Ân Thi và Phù Cử là gần 900 ha, trong đó vải trứng là 170 ha. Diện tích đã cho thu hoạch khoảng 70 ha. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Công Thương phối hợp với huyện Phù Cử khẩn trương xây dựng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm vải trứng và nhãn. Trước tiên là mở rộng diện tích thâm canh vải theo hướng Việt Gáp, phối hợp với các viện khoa học, trung tâm giống nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng quả vải. Mong đồng chí lãnh đạo các sở ngành đẩy mạnh cái quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại để làm sao cái mùa vải năm nay khoảng 3 tuần nữa. Toàn bộ vải của Hưng Yên, của Phù Cử, của Phan Xào Nam, của Tam Đa đã được các nhà phân phối ở Hà Nội biết hết để chúng ta tiêu thụ hết vải cho bà con. Sau đó rồi từng bước tiến tới là cái nhãn năm nay cũng là rất được mùa. Cho nên là vấn đề là xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, thành lập hợp tác xã, sản xuất Việt Gáp, đảm bảo là sản phẩm của chúng ta là sạch, có chất lượng, bao bì mẫu mã tốt thì chắc chắn là giá trị sản phẩm của mình sẽ rất là tốt, thì nâng cao được cái thu nhập của nhân dân, những người chuyển đổi trồng vải của tỉnh nhà. Rất mong là không chỉ có Tam Đa, không chỉ có Phan Xào Nam mà sẽ có 1-2 năm nữa sẽ có nhiều xã mà có diện tích vải chuyển đổi nhiều như thế này để phát huy hiệu quả trên một diện tích canh tác. Năm nay diện tích vải trên địa bàn tỉnh được mùa, vì vậy Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phù Cử khẩn trương phối hợp với các sở ngành có liên quan công bố nhãn hiệu chứng nhận vải trứng Hưng Yên, xây dựng các phương án tiêu thụ sản phẩm vải, tránh tình trạng được mùa mất giá. Cùng với đó, phát triển giống vải theo quy hoạch, mở rộng thương hiệu vải trứng. Hiện nay thì chúng tôi đang tập trung để hướng dẫn mở rộng, nâng cấp cũng như là đảm bảo được cái khu vực của cây vải tổ cũng như là các cái vùng vải khác trên địa bàn của huyện Phù Cử và huyện Ân Thi. Đối với cái cây vải là cây quý hiếm đặc sản, do vậy là cái kỹ thuật đòi hỏi rất cao, thì chúng tôi cũng đang tập trung để hướng dẫn cho bà con để triển khai cái bảo tồn và phát triển cái cây vải, trong đó thì đặc biệt quan tâm đến cây vải trứng. Đến thời điểm hiện nay thì theo cái số liệu tổng hợp của chúng tôi thì với cái sản lượng mà chúng tôi đã ký văn bản ghi nhớ với Centra Group, Bixi, Vivimax và năm nay có một điểm khác biệt nữa là chỗ hợp tác xã của Sài Gòn Coop thì cũng đã cam kết và cái tiêu thụ cái sản phẩm. Về cơ bản này, sản lượng của vải của chúng ta thì không lo cái đầu ra. Vải trứng Hưng Yên là giống vải quý, khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày vẫn giữ nguyên màu sắc hương vị, cùi dày, ngọt sắc và có rất nhiều nước, hạt nhỏ. Chỉ từ 18 đến 22 quả một kg và có giá cao hơn các giống vải khác, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình thâm canh giống vải này.